Trung tâm đèn sân khấu Việt xin kính chào quý khách hàng. Trong cái video này, chiến sẽ giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái mẫu đèn Naze Mini Caribe mới nhất 2020. Trên màn hình của quý vị và các bạn là cái dòng đèn Naze Mini Caribe chiếu hình chiếu được hơn 50 hình quý vị nhé. Đèn đây, đây là chiếc đèn Naze Mini chiếu hình chiếu được hơn 50 hình. Đèn có 5 cái tấm thẻ Mỗi tấm chiếu được hơn 10 hình. Mỗi tấm này chiếu được hơn 10 10 cái gobo hình quý vị nhé. Đèn sử dụng một cái nguồn đổi nguồn 5V và có một cái remote điều khiển từ xa. Có 3 chế độ theo nhạc, một chế độ auto, một flash và chỉnh màu laser đỏ, xanh hoặc là cả hai. Đây là hộp đèn đây là hộp đèn naze mini chiếu ra được hơn 50 hình Caribe mẫu mới nhất 2020 mà bên Chiến mới nhập về bán đây. Với cái dòng đèn này rất phù hợp cho các phòng hát gia đình. Phòng gia đình. Trong cái năm nay thì dịch bệnh Covid nó diễn ra rất là phức tạp thì chúng ta ở nhà nhiều thì anh em nào có nhu cầu thì có thể đầu tư cái loại đèn này nhé. Đèn naze mini chiếu hình Caribe mẫu mới nhất 2020 có 5 tấm thẻ mỗi tấm chiếu được, 10 hình tổng nó nó rơi khoảng hơn 20 à hơn 50 hình đấy quý vị nhé những cái tấm thẻ này là mỗi một tấm là nó, nó, sẽ chiếu ra một cái loại gobo dịp Tết này dịp Noel này dịp Halloween này và dịp đám cưới này chữ hỉ các thứ tiếp đến là chiến sẽ cắm điện test cho quý vị các bạn xem thực tế nó như thế nào đây là cái thẻ đầu tiên quý vị nhé. Đấy, cái thẻ này là chiếu ra hình chai rượu này hoa văn này hình trái tim này đây là cái thẻ đầu tiên để chiến cài đặt cái đèn ở chế độ tự động cho nó dễ Đấy đèn chiến năng vừa cài đặt chế độ tự động rồi để trao đổi với quý vị cho nó dễ đây là tấm thẻ đầu tiên quý vị nhé tấm thẻ đầu tiên chiếu được những cái loại hình này có hình chai rượu hình nước I lớp yêu rồi hình đấy các hình đây đây là hình đầu đây là cái thẻ đầu tiên nó chiếu được những cái loại hình này nó chiếu được hơn 10 hình quý vị ạ mỗi cái thẻ nó chiếu được hơn 10 hình quý vị thích cái loại hình ở trong thẻ nào thì, thì quý vị có thể dùng cái thẻ đấy đấy đây là cái thẻ đầu tiên với cái dòng đèn naze Mini Caribe chiếu được hơn 50 hình này mẫu mới nhất 2020 thì rất phù hợp dành cho không gian phòng hát gia đình. Nhất là trong cái năm nay cái dịch Covid này đang bùng phát mạnh thì các anh em không đến được các cái phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp thì có thể dùng cái loại này để chơi ở nhà cũng được. Chơi ở nhà, chơi các cái dịp Tết cũng được rất là đẹp luôn. Như cái thế hệ đèn ra mini ngày xưa thì nó chỉ chiếu được 6 7 hình thôi, còn cái dòng mới này thì nó chiếu được 50 hình, chúng ta thích cái mẫu hình nào thì chúng ta thay vào cái đèn chúng ta có thể thay được đây là sang gobo thứ hai rồi quý vị nhé đây là sang tấm thẻ thứ hai rồi đây là các hình chiếu trong dịp lô dịp uh, gì nhỉ Halloween đây là các hình chiếu trong dịp Halloween quý vị nhé con nhện rồi hình phù thủy rồi hình quả bí ngô rồi con rơi mạng nhện đây là các cây gobo của cái tấm thẻ chiếu trong dịp Halloween Đấy. nó có 5 tấm thẻ, mỗi tấm chiếu được hơn 10 hình. Thì tùy vào từng dịp và tùy từng nhu cầu của quý anh chị mà chúng ta chọn những cái tấm thẻ nào chúng ta dùng thôi. Đèn này nó có hai chế độ chạy, nó chạy tự động và chạy theo nhạc. Nó có một cái remote điều khiển từ xa. Có 3 chế độ theo nhạc, một chế độ tự động, một chế độ flash. Một chế độ chỉnh laser một màu đỏ một chế độ chỉnh laser màu xanh hoặc là một chế độ chỉnh cả hai màu. Đèn có một remote điều khiển từ xa quý vị nhé giúp quý anh chị và các bạn có dễ dàng điều khiển các cái chế độ theo cái yêu cầu của mình. Đây là cái tấm thẻ thứ hai là chiếu ra các cái hoa văn họa tiết trong dịp Halloween. Đây là dòng đèn laser mini chiếu hình Caribe mẫu mới nhất 2020 và bên công ty chiến mới nhập về để phục vụ quý anh chị và các bạn đây là cái tấm thẻ thứ ba quý vị nhé tấm thẻ thứ ba chiếu ra chữ hỉ, hỉ trong dịp đám cưới đây bông hoa đây nồng đèn rồi các thứ đây chữ hỉ đây đây là tấm thẻ thứ ba chiếu ra các cái chữ hỉ, hỉ Của ngày cưới Cái đèn đây là cái dòng đèn Naze mini chiếu hình Caribe mới nhất 2020 quý vị nhé Với cái dòng đèn này thì đi theo đèn có 5 cái tấm thẻ, mỗi tấm thẻ chiếu được 10 hình và mỗi cái tấm thẻ đấy nó lại là chiếu được các cái gobo hoa văn khác nhau trong mỗi một dịp. Đấy như đây là tấm thẻ mà chiếu ra cái chữ hỉ trong dịp đám cưới đây. Rất phù hợp dành cho không gian phòng hát gia đình. Chưa, chúng ta chơi gia đình thôi con này chúng ta chủ yếu là chơi gia đình đây là tấm thẻ thứ ba quý vị nhé chỉ đang quay đây là tấm thẻ thứ ba hình đồng đèn hình chữ, chữ hỉ rồi các loại hình khác nhau đây xe thì hai màu xanh đỏ đèn có hai chế độ chạy chạy tự động và chạy theo nhà thì hiện nay chiến đang cài đặt chế độ theo nhà à quên xin lỗi quý vị là chiến đang cài đặt chế độ tự động đây là tấm thẻ thứ tư chiếu ra các cái hình trong dịp loen quý vị nhá bông tuyết rồi ông già loen rồi trước tất rồi tuần nọc rồi cây thông Đấy, đây là tấm thẻ thứ tư chiếu các cái hoa văn họa tiết trong dịp Loen tuần nọc các thứ đây quý vị nhé tất ủng bông tuyết đây là tấm thẻ thứ tư còn một tấm thẻ cuối cùng nữa Đây đây là cái dòng đèn laser mini chiếu hình Caribe mẫu mới nhất 2020 chuyên dành cho không gian phòng hát gia đình. Với 5 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ chiếu được 10 gobo hình. Mỗi tấm thẻ là mùa chiếu được gobo hình là một cái dịp khác nhau quý vị nhé. Đây là tấm thẻ thứ tư. Tiếp biến là chiến sẽ đắp sang tấm thẻ thứ năm. Đây là cái tấm thẻ cuối cùng quý vị nhé đây là tấm thẻ cuối cùng đây